sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi học xong bài, các em cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Trình bày khái niệm về sức khỏe. 2. Trình bày các bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh, từ đó áp dụng để giáo dục cho người bệnh và cộng đồng. 3. Giải thích được các yếu tố liên quan đến sức khỏe và vận dụng vào công tác chăm sóc sức khỏe. Giải quyết tình huống 5. Yêu cầu 1. Dựa vào dữ liệu trên, hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Yêu cầu 2. Là một người điều dưỡng, với những tình huống trên, em cần làm gì để giảm được các yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe đối với cộng đồng? Giải quyết tình huống 7. Yêu cầu 1. Dựa vào dữ liệu trên, hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Yêu cầu 2. Là một người điều dưỡng với những tình huống trên, em cần làm gì để giảm được các yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe đối với cộng đồng? Khái niệm về sức khỏe. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong tuyên ngôn Alma-Ata năm 1978. Sức khỏe không chỉ là không bệnh tật, mà còn là trạng thái thoải mái đầy đủ về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn phế. Trong định nghĩa này, sức khỏe đã được quan niệm theo nghĩa rộng, không chỉ về thể chất, mà cả những yếu tố khác cũng rất quan trọng. Đó là tâm thần và xã hội. Nói một cách khác, để có sức khỏe thì không chỉ riêng ngành y mới mang lại đầy đủ sức khỏe cho con người, mà cần phải có sự tham gia của nhiều ngành khác. Như vậy khỏe bao gồm 4 tiêu chí: không có bệnh hay tàn tật, thoải mái về thể chất, thoải mái về tinh thần, thoải mái về xã hội, hoàn toàn thoải mái về mặt thể chất, hoạt động thể lực, ăn, ngủ, quan hệ tình dục. Tất cả các hoạt động sống trên đều ở trạng thái tốt nhất, phù hợp với từng lứa tuổi. Hoàn toàn thoải mái về mặt tinh thần là luôn bình an trong tâm hồn, biết cách chấp nhận và đương đầu với các căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống, trong công việc. Hoàn toàn thoải mái về mặt xã hội, có nghề nghiệp ổn định với thu nhập đủ sống, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, không có bệnh tật hay tàn phế, là không có bệnh về thể chất, bệnh về tâm hồn, bệnh liên quan đến xã hội và sự an toàn về mặt xã hội. Như vậy, với câu hỏi sức khỏe là gì? Định nghĩa về sức khỏe của WHO đã bao hàm tất cả mọi mặt về thể chất, tinh thần, tâm hồn của mỗi cá nhân. Chúng ta không chỉ khỏe về mặt thể lực, mà còn phải khỏe về mặt xã hội. Tuy nhiên, tùy mục đích mà sức khỏe còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với từng cá nhân, từng cộng đồng. Sức khỏe của một cá nhân hay của một cộng đồng chỉ có thể được nâng cao khi chính cá nhân hay cộng đồng ấy trực tiếp tham gia vào việc thiết lập kế hoạch, đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan đến sức khỏe, và đặc biệt là trực tiếp thực hiện các kế hoạch đó. Nhưng, điều này không phải là việc dễ làm. Vai trò của sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Sức khỏe là một trong hai nhân tố cơ bản phát triển con người. Sức khỏe và trí tuệ. Dân cường thì nước thịnh. Không có sức khỏe thì lực bất tòng tâm. Tầm quan trọng của sức khỏe trong cuộc sống. Sức khỏe có tầm quan trọng như thế nào? Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi đó? Để có phương pháp tập luyện, ăn uống khoa học chưa? Chắc chúng ta đều biết rằng sức khỏe có vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Nhưng vai trò như thế nào thì cũng không phải ai cũng biết. Sức lực tốt. Khi cơ thể bạn được khỏe mạnh, đồng nghĩa với khả năng hoạt động của cơ bắp mạnh, có sức đẩy, sức kéo, sức nâng cao. Do đó làm công việc chân tay một cách thoải mái, như mang vác, điều khiển máy móc, sử dụng công cụ. Bởi vậy, ông bà ta có câu, không ốm, không đau làm giàu mấy chốc. Khi bạn có một thể lực tốt cộng với các yếu tố khác, thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một cuộc sống khá giả, sung túc.
phản ứng nhanh nhẹn. Khả năng phản ứng của chân tay nhanh nhạy. Đi lại, chạy nhảy. Làm các thao tác kỹ thuật một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Bởi vậy, người Tây Phương có câu. Khi thân hình ta yếu đuối, thì nó điều khiển ta, nhưng khi ta khỏe mạnh, nó sẵn sàng vâng lời ta. Khi có sức khỏe tốt, cơ thể bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng, dẻo dai, linh hoạt. Sức dẻo dai. Làm việc hoặc hoạt động chân tay tương đối lâu và liên tục mà không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại càng làm việc thì lại càng thấy tinh thần thoải mái, mẫn tiệp, có sức đề kháng tốt. Khi cơ thể bạn khỏe mạnh đồng nghĩa với việc cơ thể bạn kháng được các virus gây bệnh. Kể cả những bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường. Ta vẫn nghe nhiều người than thở. Nay tôi đau yếu, tôi mới biết rằng trước kia, khi mình có đủ sức khỏe là một niềm hạnh phúc vô biên. Và rồi họ thèm. Thực không làm sao tìm lại được sự mạnh mẽ vui sống thuở trước. Khả năng thích ứng với môi trường cao. Thời tiết luôn khắc nghiệt. Khi nóng, khi lạnh, khi băng tuyết. Bởi vậy, một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh sẽ thích nghi được với các hiện tượng thời tiết đó. Sức khỏe là quan trọng nhất. Là tài sản vô giá. Là vốn quý báu nhất của con người. Tiền bạc, vật chất sẽ giúp cho cuộc sống của mỗi cá nhân trở nên sung túc, đủ đầy hơn. Nhưng cũng không đồng nghĩa nó sẽ đảm bảo cho bạn một sức khỏe tốt. Vậy để có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, tràn đầy sinh lực thì chúng ta phải làm thế nào? Bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh. Tầm quan trọng của sức khỏe quý giá đến mức nào? Thì ai cũng biết, cũng nghĩ đến. Nhưng làm sao để có được điều đó thì không phải ai cũng thực hiện được. Chế độ ăn uống khoa học điều độ. Không có loại thuốc nào quý giá và hữu hiệu bằng việc bạn lựa chọn cẩn thận, thông minh những loại thực phẩm mà bạn và gia đình tiêu thụ hàng ngày. Bạn hãy thường xuyên ăn nhiều rau củ quả tươi và các loại hạt, bởi đây là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Chúng sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất để cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng hơn. Các loại củ, các loại đậu và ngũ cốc không chứa gluten như yến mạch sẽ tạo ra năng lượng tốt cho cơ thể. Rất thích hợp để chúng ta cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh việc bổ sung các loại thực phẩm xanh, chúng ta cũng cần tránh tối đa việc tiêu thụ những loại thức ăn, nước uống chế biến sẵn. Thức ăn đóng hộp, thức ăn ăn nhanh. Đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ nướng, thức ăn, nước uống chứa hóa chất, phụ gia. Tinh thần luôn lạc quan vui vẻ. Chúng ta không nên chủ quan. Những tác dụng vượt bậc mà những niềm vui về mặt tinh thần mang lại cho sức khỏe. Khi bạn lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ tích cực, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra những hormone tốt cho sức khỏe. Thậm chí những hormone được tiết ra khi bạn hạnh phúc còn có thể hỗ trợ tích cực trong việc điều trị bệnh. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên trong trạng thái lo lắng, căng thẳng, stress, cơ thể bạn sẽ tự động sản sinh ra axit dư thừa và gốc tự do có hại cho cơ thể, làm sức khỏe bạn giảm sút, gây nên bệnh tật như dạ dày, đường ruột và tuổi thọ cũng không thể kéo dài. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ cho bạn biết được tình trạng cơ thể của mình đang ở mức độ nào để từ đó có phương pháp điều trị đúng đắn. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi phát hiện bệnh đã quá muộn. Vậy nên, dù không có bệnh nhưng bạn hãy thường xuyên khám định kỳ để đảm bảo cơ thể bạn luôn khỏe mạnh. Hạn chế sử dụng các chất kích thích. Không nên sử dụng rượu, bia quá mức. Chỉ nên uống có chừng mực. Thuốc lá cũng nên hạn chế. Hoặc nếu chưa dùng bao giờ thì bạn cũng không nên tập hút thuốc. Bởi những chất kích thích này sẽ là nguồn nuôi dưỡng các bệnh tật trong người nhiều hơn. Tập thể dục đều đặn, ngủ nghỉ đúng giờ. Bạn cần tập thể dục thường xuyên. Đều đặn ít nhất mỗi ngày 30 phút vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Nếu bạn chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, vận động thường xuyên, vóc dáng của bạn không chỉ được cải thiện mà não bộ và các hormone trong cơ thể còn được kích thích để hoạt động tối ưu, tăng cường sức khỏe. Có rất nhiều hình thức tập thể dục như chạy bộ, bơi, đạp xe đạp. Trong việc ngủ cũng vậy. Nên ngủ đủ 8 tiếng để cơ thể được nghỉ ngơi và đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Bạn không nên thức khuya cũng như đi ngủ quá muộn. Uống nước ion kiềm dầu hydro hàng ngày.
Nước ion kiềm dầu hydro có các đặc tính vô cùng quý giá. Đối với sức khỏe là: dầu hydro hòa tan, chống oxy hóa cực mạnh. Dầu tính kiềm tự nhiên, cân bằng môi trường axit kiềm. Dầu vi khoáng, cung cấp vi khoáng cho cơ thể. Phân tử nước siêu nhỏ, thải độc, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Sức khỏe quan trọng như thế nào? Với những câu hỏi này, chúng ta chỉ biết trả lời rằng sức khỏe là tài sản vô giá nhất của con người mà ngay cả vàng, bạc châu báu không thể mua được. Chính vì thế, ngay từ hôm nay bạn và gia đình hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui có ý nghĩa tích cực với cuộc sống của bạn. Các yếu tố liên quan đến sức khỏe. Yếu tố liên quan và quyết định đến sức khỏe là những yếu tố hành vi và những yếu tố ngoài hành vi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của một cá nhân hay một cộng đồng. Những yếu tố này thường có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng thường có tác động có thể cùng một lúc với nhau. Và thậm chí chúng có thể còn trùng lặp nhau. Các yếu tố đó bao gồm: các hành vi cá nhân, nhận thức, kiến thức, niềm tin, thái độ, thực hiện. Các yếu tố môi trường tự nhiên: thời tiết, địa lý, khí hậu, sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Các yếu tố xã hội như phong tục, tập quán, luật pháp, luật lệ xã hội, đạo đức xã hội, sự phát triển của kinh tế xã hội, giáo dục, điều kiện sống và làm việc, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chiến tranh và hòa bình, quy hoạch, xây dựng đô thị, nông thôn, hệ sinh thái bền vững, công bằng xã hội. Hệ thống chăm sóc sức khỏe, chính sách y tế, các chương trình y tế, cơ sở y tế và sự phát triển của các cơ sở y tế, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực y tế, yếu tố di truyền, nòi giống, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, kinh tế kém. Hiện nay, những người có kinh tế kém hoặc các cộng đồng nghèo khó dẫn đến lương thực không đầy đủ, nhà cửa chật chội, nhà ổ chuột kém vệ sinh, thiếu việc làm vừa không an toàn vừa bất chắc, thiếu khả năng nuôi dạy con cái. Điều này làm cho bệnh càng tăng, càng lâu bình phục, và tỷ lệ tử vong cũng cao. Căng thẳng, các hoàn cảnh xã hội xấu có thể tạo ra các căng thẳng triền miên cho con người, làm cho con người luôn luôn lo sợ, không đối phó được. Ví dụ, thiếu việc làm không bảo đảm, đời sống bấp bênh, lo sợ chiến tranh, bất ổn xã hội sẽ tạo ra stress tâm lý, dẫn tới các bệnh tim mạch, tai biến não, trầm cảm, suy giảm sức đề kháng của cơ thể nhiễm trùng. Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi tốt, tạo an toàn cho thai nhi và bà mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và sức khỏe trong suốt đời người. Khi mà mẹ thiếu dinh dưỡng hoặc bị các bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus sẽ sinh ra những đứa con yếu và bị nhiều khuyết tật. Công bằng xã hội. Sự nghèo khó, kỳ thị và công bằng xã hội có ảnh hưởng lớn tới tình trạng sức khỏe. Ngay tại các quốc gia giàu có nhất, người giàu hơn sẽ sống lâu hơn và có ít bệnh tật hơn người nghèo. Sự khác biệt này là một bất công xã hội. Nó rất quan trọng vì nó phản ánh về lối sống. Điều kiện nơi ở, nơi làm việc có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tuổi thọ. Cường độ, mức độ làm việc. Làm việc quá sức, làm nhiều giờ. Công việc không thích hợp với khả năng. Không được góp ý kiến vào thiết lập kế hoạch việc làm. Môi trường làm việc có nhiều nguy hiểm. Không được hướng dẫn về việc làm. Không được đối xử xứng đáng với chức vụ sẽ gây tình trạng căng thẳng về tâm lý. Và cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Quan hệ xã hội. Nghiên cứu dịch tễ cho thấy, môi trường làm việc tốt, môi trường xã hội tốt, quan hệ bạn bè, gia đình tốt, có sự hỗ trợ xã hội đều làm cho tình trạng sức khỏe của con người tại nhà, cũng như nơi làm việc, hay trong cộng đồng được tốt. Một sự cô lập trong xã hội, cộng đồng, tập thể, gia đình đều đưa con người đến trầm cảm, buồn phiền, bệnh hoạn kinh niên và sớm tử vong. Các chất kích thích. Rượu đưa tới ung thư gan, gây tai nạn giao thông khi tham gia giao thông. Mà sử dụng rượu, bia, thuốc là gây ung thư phổi. Sử dụng và lạm dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, thuốc phiện đều nâng cao tỷ lệ tử vong do bệnh tật, tai nạn.
Ngoài ra ảnh hưởng xấu của rượu, thuốc cũng đưa tới xáo trộn gia đình, tội phạm xã hội, lương thực, thực phẩm, các yếu tố sinh vật, các chất hóa học,